Anh biết thì mỗi mỗi cá nhân và mỗi con người nó có một cái tính khác nhau. Mình tìm một cái lối thoát nào đó cho nó thật là tốt để cho nó nó hòa bình với nhau kia rồi, nó hòa mình với nhau để cho cái công việc mình làm nó không có bị chết. Anh nói thật, có thời gian bị chết ở trong bếp nhiều lắm. Nhưng mà về đó lúc em biết không, buồn thì mình lấy lại những cái tạp chí của mình hoặc là những cái cooking show mình làm từ Việt Nam qua tới bên đây, mình coi lại để mình xả cái chết đó. Anh đi làm ở bên Mỹ này, anh ít đi chơi lắm. Làm thì ngày nghỉ thì Vợ con đi chợ đi búa. Cái ngày nghỉ là cái ngày gọi là anh happy, để dành thời gian gặp vợ và con mình nhiều hơn. Còn thường thường thì anh đi từ sáng đến tối. Tối về thì có thể là gặp vợ được cái chừng ở trong một buổi cơm gia đình thôi. Ai nấu anh? Anh nấu theo. Bà xã anh nấu. Dạ cũng được. Bà xã anh làm cũng cái thời gian cũng dài, cũng giống như anh. Nhưng mà anh rất là may mắn có một bà xã hiểu được anh và thông cảm cho anh rất là nhiều. Anh mong qua cái góc khuất này bà xã anh hiểu được anh một phần nào, và con anh sẽ hiểu anh được phần nào. Nói chuyện cho xì có thể là anh coi như là một người bạn thân, một người em gái. Anh nói hết cái nỗi lòng của anh. Cảm ơn anh chia sẻ trên này rất nhiều. Và quý vị cũng đang xem thì cũng khác như là hồi xưa em cũng có quay một người nói về nấu đầu bếp, nhưng mà trẻ thì chưa có phải nói nhiều cái kinh nghiệm như anh. Thì buồn vui gì ai cũng có hết. Nhưng mà anh thì có một cái là biết bao nhiêu năm. Và một cái là mình phải nói là khi mà người ta nghĩ là ô đầu bếp thì có gì mà buồn, có gì mà stress. Thì em suy nghĩ tới lúc đó thực sự là anh có cần rửa rau hay là rửa chén, khi dầu mỡ thì sao, hay là đầu bếp chỉ nấu ăn thôi. Thì mình, nhưng mà người ta đâu có biết sau lưng, thực sự sau lưng cái hậu trường đó là đầu bếp làm những gì nữa anh. Đâu chỉ phải nấu ăn đâu, nhiều khi mình phải nêm nếm, là chủ muốn ý khác rồi khách uống ý khác. Nói chung là anh cũng may mắn anh làm ở chỗ đây đó, ở chỗ này đó là cái phở Hà Lết á. Nói chung là chủ người ta cũng tin tưởng mình, người ta cũng tin tưởng mình. Sau cái công việc nấu ăn đó, anh còn phụ với mấy anh chị em trong bếp, chứ không phải là mình làm cái công việc đó không. Tại mình làm, mình phụ với nhau như vậy, mình together với nhau thì nó rất là hay. Chứ không phải mình làm một người quản lý dưới bếp, mình cứ sai người ta làm cái này, sai người ta làm cái kia. Có thể là trước mặt người ta vẫn ok người ta làm. Nhưng mà ở sau, đằng phía sau á, người ta có nhiều người ta không happy. Mình làm sao á, mình nói chuyện sao để cho người ta happy, người ta làm chung với mình, thì cái đó là cái thành công của anh. Còn nếu mà anh không làm như cái vậy là anh không có thành công. Dù anh là một người đầu bếp giỏi, nhưng mà cho xin với ông, đi làm bếp có những cái rất là khổ tâm. Không phải ai mình cũng hòa đồng, nhưng mà thực tế có người hiểu mình và có người không hiểu mình. Ở đâu cũng vậy anh. Ở đâu cũng vậy. Nhưng mà làm bếp nó cũng có cái vui của nó rồi, nấu ăn. Thì bây giờ chắc mình nói chút xíu là nấu món gì mà chỉ cho quý vị khán giả dễ dàng đi ha anh. Một cái bí quyết nào nhỏ nhỏ giống như giúp cho con em mình, hay là sức ngày nay ai cũng ăn đồ giống như là đơn giản, cứ đi fast food, mua McDonald's, mua này kia đầy đơn giản. Thì mình có món nào mà dễ nấu ở nhà hay không anh? Thường thường nếu mà chưa xì có đứa con 6 tuổi. Có đứa con 6 tuổi. Thực tế là nếu mà chơi xì cho nó ăn fast food hoài cũng không có tốt. Có thể là em nấu những món rất là đơn giản, anh có thể là anh nghĩ là chơi xì làm được, chứ không có khó khăn gì hết. Cái thứ nhất, nếu mà cho cháu dinh dưỡng á, cho cháu có dinh dưỡng thì em có thể là em nấu cái cháo sườn đi. Anh nói đơn giản là cháo sườn. Tại sao anh kêu là cháo sườn? Có thể là em mua những cái khúc sườn non về. Em hầm, em lấy nước trước, em lấy cái nước ngọt ở trong cái sườn trước ha. Em lấy nước ngọt trong cái sườn trước, em bắt nước lên, em để cho nó sôi xong, em trụng sơ cái sườn đó, em đổ cái nước sườn đó đi, và em bắt một nồi nước nóng khác lên lại, nước sôi khác lại, thì em bỏ những cái sườn đó vô. Bắt đầu em ninh nó, thì em sẽ nêm nó rất là đơn giản. Nếu em không khăn không cho con em ăn bột ngọt, anh cũng chỉ cho em làm nước được nóng. Em cho trong đó là tí xíu muối. Tí xíu đường, em xài bột nem gà.
Thường thường bây giờ anh thấy cái bột nem gà của Hàn Quốc á, nó xài rất là ngon, cái hương vị nó rất là thơm. Là em hầm cái nước sườn đó, rồi trong khi gạo ở ngoài em do cho sạch, em để cái ráo. Xong em bỏ vô máy, em ngâm gạo trước, xong em bỏ vô máy, em xay, máy xay tố, em xay cho nó bể ra. Dễ hơn, dễ chín hơn. Không phải dễ chín hơn, nó làm cho những đứa trẻ nó ăn nó thích hơn, nó mịn. Em bỏ vô em xay xong rồi em bắt đầu em bỏ vô em nấu chung với cháo. Nghĩa là gạo mình phải ngâm nước luôn rồi mình mới xay. Ngâm nước xong em đẩy ráo, xong em mới bỏ vô em xay. Xay thì em cho chút xíu nước cho thôi, không cần nhiều. Em lấy cái nước sườn á, em đổ vô em xay chung với nó. Thơm. Em xay nó nhuyễn nó sẽ thơm. Sau đó em đổ vô em nấu lại chung với nước sườn. Tất cả cái sườn đó em sẽ sau này em không cần lấy thịt, tại cái nước ngọt mình đã nó bổ rồi. Với cái sườn mình lựa những cái sườn nào mình lạng mỡ hết thì thịt không? Thịt không thì nó không có mỡ thì con em nó ăn vô nó sẽ work cho cơ thể. Dạ ngon. Cảm ơn anh. Nhưng mà dành cho người lớn cũng được. Ví dụ người lớn mình lấy cái sườn đó mình ăn. Cảm hay bệnh gì đó cũng được. Rồi xong đó em có thể làm cắt hành ngò riêng em để hoài. Nhiều khi con mình không ăn được thì mình bỏ vô mình. Dạ ngon. Hay. Tại vì cái mùi anh nói mùi sườn thịt nó ngọt rồi. Giống anh nói là khi mà mình hầm vậy là có bao nhiêu chất ngọt nó ra hết trơn rồi. Đúng rồi. Dạ cái thịt mình không cần thiết, nhưng mà nếu muốn thì cũng bỏ vô được. Bỏ được cái mình cho mình. Tại vì khi con mình á, tại sao anh chỉ cho em cách xay cái gạo nó ra đó. Nó nấu vừa lẹ, mà cái nước lèo mình bỏ vô mình xay vậy nó sẽ thơm cho cái gạo của mình. Rồi cái cháo thường thường người ta nấu, người ta rang lên, người ta bỏ vô. Thực tế mỗi người có một cách làm khác nhau, nhưng mà anh chỉ như vậy thì con em nó sẽ dễ ăn. Ví dụ sau này em có đứa con ở chừng 2-3 tuổi đi, em cho nó ăn cách đó cũng được. Em nấu thêm, em bỏ vô mấy cái rau củ thêm như là khoai tây, cà rốt. Em nấu vô em lấy nước ngọt chung với cái sườn, đúng không? Thì đó là những cái chất rau cải nó sẽ ra nữa. Thì con em ăn nó tốt cho cơ thể. Nếu là bé gái thì ăn thì nó sinh da, nó giống mẹ. Đúng không? Cảm ơn anh nhiều. Em rất là thích nghe những cái đó. Mình có thể làm một cách mà mình có thể giúp cho trẻ em sau này, với lại những người mà dễ. Nó thơm, em thích cái mùi vị nó thơm. Thì bây giờ em đang suy nghĩ tới mùi phở. Thì em biết là phở gà với phở bò thì mình biết là mùi gà mùi bò rồi. Nhưng mà cái cách nấu đó thì gà mình bỏ gừng vô hay không? Cái mình nêm cái mùi vị đó. Thì nói chung là phở bò nó sẽ khác phở gà. Tất nhiên bò thì mình hầm xương bò. Còn gà thì mình hầm xương gà. Thường thường á, xương bò thì mình sẽ hầm qua đêm. Còn gà thì em xương gà em nấu chừng 3 tiếng đồng hồ là được rồi. Em nấu xương gà thì em cho gừng vô. Em cho gừng rồi em cho hành tây rồi vô cho nó thơm. Thì nếu mà em nấu ở nhà em không cần nêm bột ngọt, em chỉ nêm đường phèn với muối với bột nêm cũng được. Ví dụ thường thường thì anh thấy nếu mà phở phải có tí xíu bột ngọt thôi, không cần nhiều, nó sẽ ngon. Đậm đà mùi vị hơn. Nó sẽ đậm đà vị hơn. Tại nhiều khi em bỏ cái bột nêm hoài á, nó ra thêm, nó đẩy ra thêm mùi gà nữa cho nước lèo gà nữa thì nó không mấy. Ví dụ em thêm 2 phần bột gà, 1 phần bột ngọt thì cũng ok. Nó sẽ bớt lại cái phần bột gà thì nó ngon hơn cho mình. Nói chung là mình nấu phở gà, nấu cháo gà, mình nấu cơm gà như vậy đều phải có gừng trong đó. Cho nó thơm. Tại nhiều khi nấu giống như là cái mùi vị mình biết có gừng trong đó, nhưng mà nhiều khi bỏ nhiều gừng quá thì nó làm hư cái mùi vị. Đúng, em không có phải bỏ gừng nhiều. Em phải em nhắm cái số lượng mà em nấu, em cho nó ít, nó ví dụ chủ yếu là nó thơm thơm thôi, chứ không phải là thơm nghe một gừng không thì nó bắt đi cái mùi cơm gà, phở gà hay cháo gà sẽ bớt đi. Cảm ơn anh. Và em đang suy nghĩ là tại sao biết bao nhiêu nghề nghiệp mà anh đi chọn làm đầu bếp thì từ ở bên Việt Nam rồi. Tại rất là nhiều nghề nghiệp rồi mình cứ nghĩ giống như hồi xưa em cũng có phong giống người kia, em hỏi biết bao nhiêu lý do thì bạn đó có nói là vô lớp học ở Mỹ này nè, vô lớp toàn là phụ nữ không à, chỉ có mình hay là người Việt, là người phải nói là Việt Nam mà cũng là người con trai, thì như anh lý do tại sao biết bao nhiêu con đường chọn luôn. Thì mỗi người có một cái đam mê. Cũng như là anh đam mê nghề bếp. Một người nghệ sĩ chơi nhạc cụ, người ta thích chơi guitar, chơi violon, chơi organ, hoặc là chơi trống. Thì đó là những cái đam mê của mỗi người. Nhiều người thích chơi xe, đúng không? Cũng như là nhiều người thích làm model, chụp hình. Thích chụp hình hay làm ca sĩ. Thì đó là cái đam mê của những người đó. Ai cũng phải có cái đam mê của người ta. Nếu người ta đi đúng hướng thì người ta sẽ thành công.
Còn nếu mà em mà sau này nếu mà em có con cũng vậy, nó lớn lên, thí dụ nó chọn một cái ngành đó, để nó thích, nó học, mà em lại thí dụ em nói con phải học kỹ sư hay là học bác sĩ, nó không thích thì nó sẽ học không được, cũng như thằng lớn anh.